Những hình ảnh kiến trúc nguy nghe tráng lệ mà mọi người đang nhìn thấy là bên trong tòa nhà trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, tồn tại đến nay đã hơn 110 năm rồi. Chào mọi người, mình là Linh, Long Nhân Sài Gòn. Đây là một trong những công trình kiến trúc độc đáo hơn 100 năm tuổi của Sài Gòn, tọa lạc tại số 86 Lê Thánh Tông, quận Nhất, do kiến trúc sư Fernandez thiết kế và xây dựng từ năm 1898 đến năm 1909. Được biết, kiến trúc sư thiết kế tòa nhà này dựa vào kiểu những lầu chuông ở miền Bắc nước Pháp, thời Pháp thuộc tòa nhà có tên Hotel de Ville. Theo tiếng Pháp, tiếng Việt nghĩa là tòa thị chính, nhưng thời đó người dân hay gọi là dinh xã Tây. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa được đổi tên là Tòa Đô Chánh Sài Gòn và đây là nơi làm việc và hội họp của chính quyền. Từ sau năm 1975 đến nay, tòa nhà là nơi làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo như kiến trúc ban đầu thì hai dãy nhà hai bên của dinh chỉ có một tầng. Đến những năm 1950 mới được xây thêm một tầng và nối dài ra thêm để mở rộng không gian. Màu sơn nguyên thủy của tòa nhà là sắc xanh mát mắt. Ở mặt chính diện của tòa nhà bao gồm 5 bộ cửa được đúc bằng gang. Giữa mỗi cánh cửa và những phần họa tiết được trang trí bên trong, Long Nhâm Sài Gòn để ý đều có các chữ như là S, H và V lồng vào nhau rất là nghệ thuật. Theo Long Nhâm Sài Gòn tìm hiểu thì hai chữ V và S ở năm bộ cửa là viết tắt của Ville de Saigon, nghĩa là thành phố Sài Gòn. Còn SHV được khắc trong những bức tranh phù điêu bên trong tòa nhà là viết tắt của Saigon Hotel de Ville, là tên của dinh xã Tây thời bấy giờ. Bên trong tòa nhà được thiết kế và trang trí rất đa dạng và có phần cầu kỳ do họa sĩ Ruffier đảm nhận lúc đầu và họa sĩ Bonnet đảm nhận phần hoàn tất trang trí những phần còn lại, cho đến khi tòa nhà hoàn tất mà tất cả đều được vẽ bằng tay. Sau 110 năm, trụ sở Ủy ban Nhân dân mở cửa cho tham quan vào những ngày cố định nên mọi người có thể đăng ký tham quan nè. Vào năm 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công nhận tòa nhà này là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Trải qua bao thăng trầm cuộc sống, chứng kiến biết bao thay đổi của Sài Gòn, dáng vẻ bên ngoài của tòa nhà được bảo tồn nguyên nét ban đầu. Sau này có đôi lần được tu sửa nhưng vẻ đẹp tuyệt mỹ của tòa nhà lúc nào cũng khiến chúng ta phải trầm trồ.